Né cà mì, né hai cà mì. Mới muôn chục ăn có hết đâu. Chục dân me hả? Hả? Dân me ăn ngắn mẹ. Đừng có. Lâu bữa ăn có hết đâu. Trời ơi, ăn lâu bỏ lâu rồi để cho nó thơm nó chứ có ăn đâu. Giờ tôi ăn hết thơm. Lâu rồi. Tháng kìa mà anh hai. Hả? Tháng kìa. Chắc cỡ không thì thành sấy khô được rồi. Có 2 tuần. Nó khô được. 2 tuần có hơn. Nó ngậm nó sẽ nó không ăn được kìa. Chút xíu ăn liền. Cá không kịp luôn nè. Nói chứ làm giờ làm mà chỗ nào có chỗ đi. Cái nuôi này nè. Nuôi chừng 200 con thôi cũng được. Nuôi có 10 mấy con mà nó ăn không kịp, 200 con thôi nó ăn. Ở chỗ nào có chỗ chứ. Ở đây cũng được nữa nè. Mua phi về để trong phi á. Có công ăn gì làm anh? Có không có trời. Thì đi hơi xa vậy đó. Đi gì đó. Làm sao mình có công việc không? Bằng né đi mày. Miếng ở được chỗ nào có chỗ á là nuôi. Tính nuôi đó mà chưa nuôi đó. Thấy có bầu về chưa làm đó. Thấy chưa? Thấy nó chưa? Bự quá. Cái chân này quá bự. Nó cắt cắt ra làm hai vậy nó còn sống nó còn ngớp rồi. Cái chê này. Mắc gì mà nó ngậm quậy rồi. Cái chê hơi bự. Ăn chưa được cái đầu nó mà sao mà không ngậm. Ăn ngang không sao ăn. Nó sợ con kia nó dành. Nó ngậm gì đó. Ăn lát nó mới ăn. Với người ta không nè sao nó ăn. Ăn bình thường. Im im là nó ăn hà. Đúc nó luôn cũng được mà. Đúc nó. Như nó chua xì. Nè coi. Nấu không? Nấu cho lên. Đồ bút tía gạt tao lên không ngủ quá. Thôi đờ. Tao sưng mạng. Mấy giấc này đời ngủ hả? Hey. Em muốn sớm mà muốn dạng. Vũ, bây giờ bụng mẹ muốn ăn gì mặn mặn không có gì ăn. Mua phi mũ bao nhiêu? Phi có 200 ngàn cho nhiêu. Phi lụm để trong đó chừng chục 20 con được. Đúng không? 20 con, phi 20 con được rồi. Ở nhà thì nói gì? Ở nhà với cái nhà với phải xây nuôi đã luôn. Ngậm ngoài nó không ăn nữa trời. Nó làm được cái đầu nó nghe. Ngang nhẹ. Còn kia làm sao? Lắm. Nó không ham. Lụm mấy con chết kìa, cắt cho nó ăn đi. Ừ, nó lờ nó chết hay gì đó. Cắt mẹ ra khúc cho nó ăn luôn này. Ngậm để ra. Con này với anh ha, trước hai con đó đó. Ba. Con này ăn hai trước hai con này. Đây ba con hả? Bây giờ cắt xài của hai ngay ăn nha. 4 con chứ. Con được 7 con hả? Không. 4 con. 7 con. Ok,
con nữa, nó ăn mấy con mày? Chết không con. Mẹ. Dữ hả? Con năm rồi. Con năm thôi. Thôi cho cắn ăn thôi. Đồ mà đói cháy bà. Đâu hết rồi ta. Có đứa nào đụng nha, đụng gớt đó. Ủa mình còn cái thau bự giặt đồ nữa đâu rồi? Có. Thau giặt bự, thau bự giặt đồ á. Còn cái đồng hồ sau khi không thấy, bỏ bỏ không biết tôi ở chỗ nào rồi nữa. Dục tới dục lui biết chỗ nào rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày không? Con này ăn ba con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thơm gì không? Mạnh với gì? Hai thao luôn hả? Chia hai thao luôn hả? Cá chê 4 con luôn á. Một xô cá chê luôn. Ăn con 4 con luôn đó hả? Con ăn 4 con. Dữ. Má đói thấy bà nội là ổng gài không cho ăn. Mạnh như bay ra ngoài luôn à. Nói gì? Cừ nói gì? Nói ai? Gắn cắn cu nè. Cắn cu nè. Đủ. Trời. Chụp luôn trời. Thầy tới số này. Trời cắn nè. Kẹp cho nó ăn. Nói thế hòa cái tầng giáp tầng hả về phải không? Bắt hủ tôi cái. Bóp đầu nó chết bớt đi. Hả? Bóp đầu nó chết bớt đi. Bóp đầu nữa hả? Cái gì vừa cái quỷ mai cho ăn nữa. Cái nào cái một. Cho ăn nhiều quá nó ói rồi sao? À. Bóp đầu nó cắt ngạnh thôi chứ. Bóp đầu cắt ngạnh luôn. Này nhiêu ký? Cháu lớn thì sao được cả cái cá nhau à. Cho ăn vừa vừa thôi quỷ. Má ông nội nó ăn được. Ăn đủ bà nội đu lên. Ăn ngu nó nằm đó luôn. Nằm đó luôn. Đúc nữa. Để vô táp chín đuôi nó không. Thả vô gì luôn. No. Okay, ba mẹ không em. Mệt lắm à. Mệt nó luôn ngủ đeo dính. Kìa, ngu kìa, chơi ngu kìa. Chơi ngu kìa. Hay vậy. Nó đá tôi luôn hả? Đá hả? Đá không? Đủ ăn con nào nó bụng con nào. Con ăn 4 con luôn rồi chị ơi. Chứ. Ngoài kia tao mua nhiều tao mua chừng 50 con lắm, 50 con. Mắc lắm không? Mắc gì? Còn 80.000, 100.000 con đó. Tính nuôi 10-20 con gà giống nè. Mua con phi gì luôn. Tôi làm vài tuần có tiền. Tôi mua nhiều nhiều nuôi đủ. Mẹ nó nuôi lần ấy. Chứ khó giống. Cho ăn mới được. Thầy cá em coi thầy. Đủ bà đâu ăn hết nữa nè. Hết nữa hả? Kịp với nó luôn á. Má mồ tình. Để đói quá. Ông nội nó mới 2 con nằm nó hoài ăn ngược. Ăn đưa cái đầu cái đít lên trước. Nó nuốt cái con nào nấy, con bóc hết. Đủ cái này mà cho cái lóc vô, cái lóc dễ ăn, cái chê à? Cá chê luôn. Cái chê nó bấy hơn không? Có dãy. Cá này nó ăn cá không dãy. À. Cú nó mới 2 con nằm nó hoài. Quánh tôi hoài, tôi quánh lời bây giờ. Lúc còn lúc bắt nó bao nhiêu, nó mới lớn khoảng tay hơn. Rồi làm cho ăn cái gì? Cái rô sổ. Bóp đầu cho nó chết luôn, đừng cho ăn dãy. Giải nó mới ăn sướng. Đừng con đừng. Đầu xuống. Đó. Bò. Đó.
kiếm chuyện tôi phải không? Đứa nào xích dầu có gì vậy? Nằm đó. Làm cái gì vậy? Đấy, chưa gửi, đấy, chưa gửi. Hai, để gửi, để mua đồ ăn và ăn uống khỏi máy đi, đi chơi mà đi rồi mình đâu có gấp gáp gì đâu. Đi chơi mà đâu có ấy đâu. Con này nó nuốt ở trong bóc luôn rồi. Con này nó con này nhỏ xíu vậy. Không ăn. Con nào ăn thì nó phát triển nó mau, con nào nó không ăn thì ấy. Nhỏ là uống tí em lận ba. Kẻ đút nó luôn kìa, lấy ra đút nó luôn kìa. Nó nuốt nhanh. Có mấy con đút khác rồi. Trời ông ở ngoài chợ á, bắt gần nhà mà ở ngoài chợ không qua. Bắt nhái và ăn nhanh lớn. Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Tối đi soi nè, tao có cái đèn, mua cái đèn ấy tao đi tao bắt đây nè. Gắn này nè, nó ăn nhái mau lớn lắm. Con này lột không biết ăn được không? Lột à? Lột, nó lột gì, nó hỏi bự rồi. Lột gì, ta nhốt riêng. Kiếm lấy cái thùng B nữa. Trên chảnh thùng B nhóc nữa. Chắc cái cái. Nhốt riêng á. Rửa con nhỏ chân trước. Con đút cho nó xuống. Lột, lột nó ăn, ăn cái gì. Đút nó ăn chơi cái gì. Chuẩn bị lột mà chưa lột mà nào nó lột nó mới nghỉ ăn. Mới nó chuẩn bị lột mà. Ủa con nói giờ nó bựa nó ăn nó phát chị nó rồi. Con nói giờ bự hết rồi đó. Trong đầu đàn hết đó. Mới chừng nào phát hai nữa. Được cơm đây. Được cơm đi làm đây. Ơi. Bao nhiêu thôi. Con này no nữa nè. Chưa đâu, này đủ mới nó kẹt cái đầu. Mới ăn có hai con cá. Lấy ra lại. Không được, đâu cởi nó đi. Suốt răng nó thôi, hư răng nó thôi, kéo nó răng ngược không à. Giờ nó như lưỡi hái vậy đó. Vô xui rồi ra răng ngược không à. Ngu. Đuôi mới tát trúng đuôi là phân luôn, ê, 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 bóp vú tôi hoài đây, hả? Bóp vú trả tiền à? Có tiền không? Bao tiền đâu trả lại. Tiền nè luôn. Tiền nè. Tiền gì? Ê. Chữa hết binh. Cơm kìa, quán cơm kìa. Hả? Không ăn cơm à? Ba dọn rồi kìa.
Bánh ăn luôn đi bầu. Quán cơm luôn nè. Cho ăn thôi, tôi bới tôi ăn luôn. Tụi con nó ăn mấy con mày? Chết. Dữ hả? Con năm rồi. Con năm thật.